Chị giới thiệu với mọi người, đây là cây bắp nhá. Đây, cây bắp nó đang ra cờ này. Vừa nay nó đang ra cờ và rụng hoa này. Đây, mình sẽ giúp nó thụ phấn, là mình sẽ vuốt như thế này nhá. Sau đó mình sẽ bỏ ở đây. Đó, bỏ nó xuống đây. Đó, và nó sẽ thụ phấn rồi nó sẽ tạo hạt. Còn đây là những cây đậu. Đó, những cây đậu ở trong vườn. Và như quả đầu này là nó đã ra đây này. Đó, quả đầu này là bữa nay có thể thu hoạch được rồi. Đó, mình có thể tách nó ra nhé. Đây, tách cái quả đầu này ra này. Đó. Đây, đây là những sản phẩm đầu tiên của mình. Đậu đen xanh long. Đó, những hạt đậu đen xanh long này. Đây. Thấy chưa, mọi người thấy chưa? Đó, đây là những hạt đậu đen đầu tiên. À, và chắc mình phải phải thu hoạch nó thêm một ít để sẽ làm cái viết về những cái hạt đầu. Đây là bông hoa của cây đầu này. Đây, bông hoa hình cánh bướm. Đó, nó nở hình cánh bướm này. Đó. Đây, đây là những quả đầu. Quả đầu này đã ra rồi. Và có thể thu hoạch được rồi. Hiện tại thì chưa có ai thu hoạch cả. Một phần đầu mây ngông bạt ngạt, thấy chưa? Đây là những cây bắp, những cây ngô này. Đó. Những cây ngô này bị rây rất nhiều. Nhờ những cây ngô này mà những cây đầu nó ít bị rây hơn, những cây đầu ở đây nó ít bị rây hơn này. Chứ không, đây, hiện tượng của những cây đầu bị rây và rệp ăn này. Đó, nên nó sẽ bị quấn lá lại. Và đây là một bông hoa đầu màu tím. Đó.